người nào chóng giàu hơn? Khác nhau không? Khác nhau. Cần cù chưa chắc mà đã nhanh hơn cái người mà người ta cứ không cần cần cù. Vì tinh tấn nhiều khi thái quá trở thành phóng dật. Có khi mình tinh tấn thái quá này, tinh tấn quá nhiều khi nó kiệt sức. Còn bây giờ mình còn trẻ, trong là mình phung phí cái sức lực của mình ấy. Mình làm cái gì làm nó kiệt sức, nó trở thành bệnh bại liệt ấy. Sau này nửa đời về sau chả làm được cái gì nữa. Đôi khi tinh tấn nó cũng sẽ bị như thế, nếu mà cái người đấy mà không biết buôn mình. Vì nhiều khi tinh tấn sai trở thành phá hạn, lãng phí thời gian công sức. Thì tinh sợ tấn thì cái người đấy cứ làm bừa, làm phứa và đôi khi làm sai. Làm sai thì lại phải mất thời gian làm lại. Thì thường thường là như vậy đó. Khi mình tinh tấn nhiều thì mình cũng phá hoại nhiều rồi. Nên người nào mà giao cái công việc cho cái người nào mà người ta có sức khỏe tốt nhưng mà người ta lại không có trí tuệ, người ta làm đâu, người ta phá đấy. Tại sao trí tuệ lại nhanh hơn tinh tấn? Người có trí tuệ nhanh hơn. Tại sao cái người bây giờ có một người bảo thôi học một chút rồi để ra đi làm kiếm tiền, thì một người bảo không, tôi cứ đầu tư học thêm 5 năm 10 năm nữa chưa có bộ đi kiếm tiền. Nhưng mà sau này cái người đi học thì tại sao người ta lại thành đạt nhanh hơn? Thì trí tuệ nó thế, trí tuệ nhanh hơn tinh tấn này. Vì đầu tư vào, vậy thì cái người khôn thì đầu tư vào trí tuệ hay là đầu tư vào cái sức lực này? Đầu tư vào trí tuệ hơn. Vì có trí tuệ thì biết cân nhắc cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không có tốn thời gian. Những người có trí tuệ cho nên là bây giờ cứ đầu tư trí tuệ cho tốt đi, không cần phải vốn cái gì mà đầu tư trí tuệ trước. Vì có trí tuệ thì biết dụng sức vừa phải, không thái quá cho nên nó không tốn sức. Vì có trí tuệ nên làm đến đâu được đấy, không biết xa, không phải làm đại. Cái lợi ích của trí tuệ là thế, đỡ tốn công sức. Chứ tinh tấn mà không có trí tuệ rất là nguy hiểm. Nhưng bây giờ ở chùa cái người mà cứ cắm cụi làm hết việc này việc kia với cái người ngồi thiền ấy, thì cái người nào tạo được nhiều công đức hơn? Mà cái người nào vất vả hơn? Người cắm cụi ở bên ngoài thì vất vả mà cái phước vẫn ít hơn. Người ngồi trong nhà mát mẻ thế này, nhẹ nhàng đơn giản thế này mà lại tạo được nhiều phước hơn đấy. Vậy thì cái người có trí tuệ là như thế, biết cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Còn những người không có trí thì cứ dùng sức để mà húc, nhưng mà cuối cùng cũng không ăn thua, không bằng cái người có trí. Tại sao người tu hành đức tin lại cũng nhanh hơn tu hành tinh tấn? Người có đức tin tại sao người ta lại cũng nhanh hơn? Vì có niềm tin mà còn nhanh hơn cả tinh tấn là sao? Vì cái người có đức tin thì luôn lấy người đi trước làm tấm gương để nói theo. Cái người có đức tin tức là người ta phải nhìn thấy một cái người nào đó đã đi rồi thì họ mới bắt chước đi theo, chứ họ không có làm bừa. Con người có tinh tấn này mà tại ta có sức khỏe ta chả sợ gì, nó cứ làm bừa đi. Còn cái người mà có niềm tin thì người ta phải thấy được người khác đi như thế nào đã, để quan sát xem, nhìn xem người kia có thành công không thì lúc đấy mình mới dám làm, rồi mình rút kinh nghiệm từ cái sai của cái người đi trước của bậc tiền bối nên mình không có phạm sai lầm. Cái người có đức tin đấy, người ta sẽ noi theo một cái người đi trước và người ta đi theo cái bước đi của người đi trước đó, học hỏi những bí quyết thành công của những người đi trước của các bậc tiền bối, nên cho nên người ta cũng dễ thành công, luôn kính trọng tiền bối cho nên người ta không có kiêu ngạo. Đấy là cái người có đức tin.
Nên người đức tin thì luôn luôn y chỉ vào một cái người khác, một cái người đã thành công khác. Những cái người có đức tin thì người ta không mạo hiểm, còn người tinh tấn thì rất mạo hiểm. Mạo hiểm nên nhiều khi mới gặp hiểm nguy, nhiều khi gặp nguy hiểm. Người đức tin thì người ta không mạo hiểm, người ta phải chắc chắn người ta mới làm. Thấy người khác là đi trước rồi họ mới đi, đi đến một cái nỗ đến một cái bờ sông nó không biết là cái con đường này là có gặp cái gì nguy hiểm không, họ phải đứng cho người khác đi trước đấy. Thấy người khác đi qua an toàn thì họ mới đi. Đến là cái người có niềm tin, nếu niềm tin thì luôn y chỉ vào người khác, học hỏi người khác. Cho nên cái người đấy sẽ thành công nhanh hơn là cái người mà có cái sức lực, cái tinh tấn nặng bừa. Một người siêng năng mà không có trí tuệ thì sẽ làm sao? Thì sẽ là siêng năng cầm ngu dốt bằng phá hoại hả? Khi mà gặp khó khăn thì phải làm gì? Khi mà trong lúc mình gặp khó khăn ấy, có lúc nào trong cuộc sống gặp khó khăn không? Lúc khó khăn thì mình phải làm sao? Thì phải tinh tấn để vượt qua cuộc sống. Lúc mà gặp khó khăn nhưng mà mình không tinh tấn thì nó có vượt qua được không? Không vượt qua được hả? Cái gì là khó khăn, cái gì là khó vượt qua nhất trong những cái mà khó khăn đấy? Cái mà khó khăn nhất là cái gì mà khó vượt qua nhất đấy? Mình đã gặp cái gì là khó vượt qua nhất chưa? Mình đã từng gặp khó khăn nhiều rồi phải không? Từng gặp khó khăn nhiều rồi, nhưng mà đã gặp thấy cái gì là khó khăn nhất chưa? Khó vượt qua nhất chưa? Chưa gặp cái này. Chưa gặp cái mà khó vượt qua nhất à? Chịu hả? Vượt qua thế mình. Sinh tử là khó nhất. Sinh tử là cái mà khó vượt qua nhất. Đấy, thì một vị tinh tấn phải bơi suốt 16 A Tăng Kiệt kiếp đây, 100.000 đại kiếp mới qua được cái bờ sinh tử không? Này khó không? Còn những cái không bình thường này thì ăn thua gì hả? Cái sinh tử mới là cái khó nhất, chứ còn mấy cái bình khó khăn của thế gian này thì ăn thua gì đâu. Phải nặn nỗi bao nhiêu đại kiếp trái đất thì mới vượt qua được cái sinh tử không? Nên bây giờ có một cái phương pháp mà đi đến giải thoát sinh tử, mình thấy nó có quý không? Quý không? Mình không thực hành có phí không? Khi gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Như ra đường mà gặp con chó nó săn thì làm sao? Không nguy hiểm không? Nuôi bỏ chạy thì phải cố gắng giải thoát, cố gắng chạy cho thoát ha. Cái gì là nguy hiểm nhất? Mình đã gặp mấy cái nguy hiểm chưa? Trong cuộc sống mình đã từng gặp cái nguy hiểm gì chưa? Có người đã từng gặp tôi phải không? Có người thì bị chó nó săn rồi ha. Có người thì mình đã từng gặp suýt nữa thì mình bị mất mạng. Có người mình gặp rất nhiều những cái nguy hiểm rồi. Nhưng mà cái gì là nguy hiểm nhất? Cái gì mà nguy hiểm nhất? Cái này đã gặp chưa? Gặp rồi nhưng mà không nhớ. Cái gì nguy hiểm nhất? Sinh tử là nguy hiểm nhất. Chết là nguy hiểm nhất đấy. Sinh có sinh có nghĩa là sinh ra, và tử có nghĩa là chết đi. Có phải là cái chết là nguy hiểm nhất không? Mà mình còn sinh ra bao nhiêu thì mình sẽ còn phải chết đi bấy nhiêu. Mình còn sinh ra một lần thì sẽ phải còn chết đi một lần nào. Nếu như mình còn sinh ra 10 lần thì sẽ phải còn chết đi 10 lần. Mình còn sinh ra 100 lần thì mình phải còn chết đi 100 lần. Vậy thì còn sinh thì sẽ còn tử, mà còn sinh tử thì sẽ còn nguy hiểm. Chứ còn mấy cái nguy hiểm sinh tử trong một đời này nó là chuyện bình thường. Mà sinh tử trong vô số kiếp đấy nó mới là nguy hiểm.
Muốn vượt qua sinh tử thì phải làm sao? Muốn vượt qua sinh tử, mình đang đi ở trên biển mà gặp một cơn bão nó ập đến có nguy hiểm không? Muốn vượt qua được cái cơn sóng lớn đấy thì phải làm sao? Giữ vững chèo. Bây giờ mình đã gặp sinh tử chưa? Gặp sinh tử rồi, bây giờ muốn vượt qua sinh tử thì phải làm sao? Phải tinh tấn hành thiền. Đến giờ hành thiền mà cái người nào đờn bờn ở ngoài là người đấy không sợ sinh tử cả. Tinh tấn hành thiền. Gặp kẻ thù thì phải làm sao? Đã ai gặp kẻ thù chưa? Đã ai từng đi đánh giặc chưa? Đã ai từng đi lính chưa? Thế hệ U60, U60, U70 đã từng bắt súng ra chiến trường chưa? Đã từng bắt gươm đi xâm lược ở đâu chưa? Gặp kẻ thù thì mình phải làm sao? Phải dũng mãnh chiến đấu hả? Nếu chiến đấu mà không đánh nó thì đánh mình mà. Lúc đấy có tinh tấn không? Lúc mình gặp kẻ thù có tinh tấn không? Tinh tấn hết mình luôn. Vậy thì cái gì là kẻ thù đáng sợ nhất? Cái mà kẻ thù mà đáng sợ nhất ấy. Đã từng gặp kẻ thù đáng sợ nhất chưa? Có ai nghĩ là cái gì là kẻ thù đáng sợ nhất của mình chưa? Con rắn nó không phải là kẻ thù của mình không? Đâu nó có bao giờ nó săn mình, nó tấn công mình không? Không có, đoàn mình tấn công nó không? Vậy thì nó cũng không phải đáng sợ nhất. Bây giờ thì không còn đặc thù nữa, vậy còn mình còn kẻ thù đáng sợ nữa không? Thời giờ đang sống bình yên này còn có kẻ thù không? Có, kẻ thù đấy ở đâu? Kẻ thù nó trong mình. Ái là kẻ thù đáng sợ nhất đấy. Ái, có ai bị dính vào ái không? Ái là nguyên nhân của khổ mà. Ai mà học cái tứ đế này thì mình thấy là nguyên nhân mà sinh ra khổ chính là ái đó. Ngày nào còn ái thì lúc đấy mình còn gặp nguy hiểm, tức là còn ở trong sinh tử. Còn ái thì còn trong sinh tử. Vậy ái nó là cái nguyên nhân mà khiến cho mình gặp nhiều cái sinh tử. Vậy thì ái là kẻ thù đáng sợ nhất. Có, mình có cái kẻ thù này không? Nó ở đâu? Nó ở đâu? Hàng ngày mình có chiến đấu với nó không? Có dũng mãnh chiến đấu với nó không? Đầu hàng à? Đầu hàng kẻ thù ha. Vậy là mình mạnh hơn hay là kẻ thù mạnh hơn? Kẻ thù mạnh hơn ạ. Thù mạnh hơn thì mình phải chịu khó đi luyện công để sau này đánh bật kẻ thù ra. Tức là đi hành thiền đấy, là mình luyện công đấy, mình đánh bật cái ái này ra là mình sẽ chiến thắng này. Và lúc ấy mình sẽ đi đến giải thoát. Muốn diệt trừ ái thì phải làm sao? Tiêu diệt kẻ thù ấy, diệt trừ phải làm sao? Diệt trừ ái phải tinh tấn hành thiền. Ai tinh tấn hành thiền thì người đấy sẽ giảm bớt cái tham ái. Còn ai lười hành thiền thì người đấy tham ái rất là mạnh. Muốn đạt được những điều mình mong muốn thì phải làm gì? Mình có nhiều cái điều mình mong muốn không? Trong cuộc sống có nhiều thứ mình muốn không? Muốn hết cái này, muốn cái khác. Nhưng mà có khi nào mình đạt được những điều đó không? Tại sao mình không đạt được? Chưa cố gắng hết sức à? Muốn đạt được những cái điều mình mong muốn thì mình phải tinh tấn. Mình phải tinh tấn, mình phải chịu khó, mình phải kham khổ ấy. Như bây giờ mình muốn xây được cái nhà thì mình phải đi kiếm, phải tinh tấn đi kiếm tiền nhỉ? Muốn mua được cái ô tô mình cũng phải nỗ lực tinh tấn đi kiếm tiền nhỉ? Trong cuộc sống mình muốn cái gì thì mình phải tinh tấn mình mới có thể đạt được cái điều đó.
Vậy cái gì là cái mà mình mong muốn nhất? Cái gì là cái đáng mong muốn nhất? Có phải là cái nhà là cái đáng mong muốn không? Cái nhà cao cửa rộng xe cộ vợ đẹp con ngoan, hay là mọi cái thứ khác có phải là cái đáng mong muốn không? Vậy trong những cái mà đáng mong muốn nhất thì cái gì là cái đáng mong muốn nhất? Nó có nhiều cái đáng mong muốn, nhưng mà thoát khổ là đáng mong muốn nhất. Như bây giờ mà một cái người mà người ta đang mắc bệnh ấy, đang mắc cái bệnh hiểm nghèo đấy, mắc cái bệnh mà nó nguy hại đến tính mạng rồi, thì lúc đấy mình đem tiền, đem vàng, đem thức ăn ngon, đem quần áo đẹp đến cho người ta có thích không? Mà lúc đấy người ta thích cái gì? Mà lúc đấy người ta thích là được thoát khổ, được hết bệnh. Tại vì người ta thấy bệnh này là khổ quá. Khi mà nó đã có bệnh rồi thì mọi thứ nó trở thành vô nghĩa. Biết bây giờ một cái người mà người ta bị cái bệnh đau đầu, cứ nằm ôm đầu choáng váng hay đau bụng này, đau răng này, mấy cái bệnh đấy mình cứ nó đau khổ quằn quại như vậy. Mà lúc đấy người khác này đem cái đồ ngon vật lạ, đem những cái của đẹp tươi ngon đến thì mình có thích không? Mình cũng chán hết, không còn thiết mấy cái đấy nữa, phải không? Mà mình muốn cái mà lúc đấy muốn nhất là cái gì? Là thoát khỏi cái khổ này, thoát khỏi khổ này. Vậy chứ có phải là cái vàng bạc tiền của vật chất là cái mà mong muốn nhất không? Lúc đấy thì nếu như mình có bao nhiêu tiền của vật chất để đổi lấy cái thoát khổ này, mình có đổi không? Đổi hết. Khi có bệnh thì sẵn sàng bán hết, lúc còn khỏe thì đổ sức lực ra để đi tìm kiếm. Nhưng mà khi mà mình có bệnh rồi, mình có thể đánh đổi hết, bán hết tất cả mọi thứ để cứu mình, tức là bán hết tài sản để cứu lấy chân tay. Có khi mình bán cả chân tay để cứu lấy mạng sống. Mà có khi nào dám bán cả mạng sống để cứu lấy cái gì không? Có những khi phải đánh đổi cả mạng sống để mà cứu lấy, để mà cứu lấy cái giới định tuệ. Thoát khổ là điều đáng mong muốn nhất. Để muốn thoát khổ thì phải làm sao? Muốn thoát khổ, bây giờ mình muốn thoát khổ thì mình đang có bệnh mà mình muốn thoát bệnh thì phải làm sao? Phải đi bệnh viện ha. Đang có bệnh mà muốn hết bệnh thì đi bệnh viện. Còn bây giờ mình có một cái bệnh sinh tử mà muốn thoát thì làm sao? Muốn thoát khổ thì phải tinh tấn hành thiền. Tinh tấn hành thiền nó đi đến sự thoát khổ ấy. Tại sao rất là ít người hành thiền? Tại vì mọi người không có thấy khổ à? Không thấy khổ, không muốn thoát khổ à? Có một tí bệnh thì đi chạy chữa hết thầy này thuốc nọ, mà có cái bệnh nguy hiểm nhất thì không chữa. Khi mắc bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao? Mình mắc cái bệnh hiểm nghèo ấy, đi bệnh viện luôn, phải cố gắng chữa cho khỏi. Đấy là điều đương nhiên, phải không? Mắc bệnh hiểm nghèo phải cố gắng chữa cho khỏi. Cố gắng chết thì sao? Bệnh gì là hiểm nghèo nhất? Bệnh hiểm nghèo nhất là bệnh gì? Đã bao giờ mình có bệnh chưa? Đã bao giờ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo chưa? Chưa. Cho nên là chưa biết cái bệnh hiểm nghèo nhất là gì, phải không? Tham sân si là bệnh hiểm nghèo nhất. Bệnh này có hàng ngày nó có tái phát cái bệnh này không? Bệnh tham ấy, bệnh sân nó có, bệnh si có không? Bạn có đi bác sĩ không? cái bệnh bình thường thì nó được chữa cho khỏi, mà cái bệnh hiểm nghèo nhất thì ông muốn đi chữa. Nào thật thì thời gian này buồn cười quá ha.
đeo bệnh bao nhiêu đời kiếp này rồi, cho nên nó bão hòa với bệnh này, không còn biết đây là bệnh nữa. Nó nghĩ như tham này là ta, sân này là ta, mà si này là ta, thấy không? Bệnh này là ta, cái là nó đồng hóa với cái bệnh này rồi, mình không còn thấy mình là mình, còn bệnh là bệnh nữa, mà mình thấy mình với bệnh là một mất rồi, tại vì nó ăn sâu quá rồi. Bệnh hiểm nghèo nhất là tham sân si. Con rắn độc mà nó bò vào nhà thì phải làm sao? Đã bao giờ bị con rắn nó bò vào nhà chưa? Chị bác gợi đánh đó hả? Rắn độc nó bò vào nhà thì phải cố gắng đuổi nó ra. Đuổi nó thôi chứ có đánh nó không? Có khi bắt nó, bắt sống ăn thịt cũng có. Rắn độc bỏ vào nhà thì phải cố gắng đuổi ra. Vậy cái gì ở trong tâm còn nguy hiểm hơn rắn độc? Cái gì còn nguy hiểm hơn rắn độc? Tham sân si còn nguy hiểm hơn rắn độc. Thấy có một con rắn độc ở ngoài đã sợ, một con rắn độc nó nằm ở trong tâm ấy thì không lo. Tham sân si còn nguy hiểm hơn. Muốn đuổi được tham sân si thì phải làm sao? Phải tinh tấn hành thiền. Ai mà hành thiền những người đấy bớt tham sân si, ít tham sân si. Mà ai mà không chịu hành thiền chứng tỏ người đấy rất là tham, rất là sân, rất là si, phải cẩn thận. Cả những người đấy cũng rất là nguy hiểm. Người mà không hành thiền thì người rất là nguy hiểm. Trong người có ba con rắn, ba con rắn này nó rất là độc, không cẩn thận nó cắn nó chết. Cho nên là ở với những người mà người ta không hành thiền là phải đề phòng cao độ ha. Phòng cao độ không có rắn của người ta nó cắn mình chết. Muốn được trao giải thưởng thì phải làm gì? Đi học có muốn được phần thưởng không? Đi làm có muốn được khen thưởng không? Ai mà chẳng muốn được thưởng vậy? Phải làm tốt thì người ta mới thưởng chứ. Phải tinh tấn, tức là phải cố gắng làm tốt, làm thật tốt cho nó có được cái thành tích thì mới được thưởng. Mình mà làm không tốt thì ai người ta thưởng? Muốn làm tốt, muốn được phần thưởng bình thường cũng phải tinh tấn rồi. Cái giải thưởng gì là cao thượng nhất? Cái giải thưởng gì là cao thượng nhất? Giải thưởng này giải thưởng cao thượng nhất, Niết Bàn là cái giải thưởng cao thượng nhất. Đã nghĩ đến cái giải thưởng này chưa? Có ai muốn được cái phần thưởng này không? Niết Bàn là tối thượng lạc, là cái sự an lạc tối thượng nhất, cao thượng nhất. Thế gian không còn cái gì cao thượng hơn, không còn cái gì cao thượng hơn Niết Bàn nữa. Mình cứ phải đi tìm kiếm cái phần thưởng tầm thường thế gian làm gì? Sao những cái cao thượng đây không tìm kiếm phải không? Bao nhiêu cái mình thường thường cứ chạy theo mấy cái tầm thường bình thường, còn có những cái rất là nguy hiểm thì không có tránh xa, có những cái rất là cao quý đây thì không đi tìm kiếm, mà đi tìm kiếm cái bình thường. Người ta thưởng cho mình được cái giấy khen thì được mấy hôm thì nó cũng rách phải không? Thưởng cho bó hoa thì được hai hôm nó cũng tàn thì. Thưởng cho cái gì nữa? Thưởng cái gì thì nó chỉ được vài hôm thôi, trưng bày mấy hôm thì nó cũng hỏng. Còn cái phần thưởng này thì mới là vĩnh viễn. Phần thưởng Niết Bàn cao thượng nhất. Muốn chứng được Niết Bàn thì phải làm sao? Muốn chứng được Niết Bàn thì cũng phải tinh tấn hành thiền. Như vậy có phải là tinh tấn này nó thuộc về pháp thực hành thiền không? Trong cái bát chánh đạo đi đến Niết Bàn đấy, vậy tinh tấn nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cái pháp tinh tấn hành thiền, hành thiền định, định tuệ. Hết tinh tấn.
Vậy thì cứ tinh tấn hành thiền là mình sẽ có tất cả ha. Còn nếu không tinh tấn hành thiền là sẽ không được gì đâu, uổng phí cuộc đời này ha. Ngày mai cố gắng để hành thiền, nỗ lực ha. Cố gắng hành thiền hết khả năng. Rồi cái gì cũng có hết từ cái pháp hành thiền này. Còn có ai thắc mắc gì về tinh tấn nữa không? Đã hiểu thế nào là tránh tinh tấn chưa? Rồi, thì đến bài sau sẽ là tránh tinh tấn rồi đến tránh gì? Tránh niệm mà, bài sau sẽ là tránh niệm. Tránh niệm rồi đến tránh định. Còn hai cái tránh nữa là hết bát chánh đạo. Hình như tuần sau là sẽ vào tuần thứ bảy, tuần sau nó là Buddha nhé. Thứ bảy tuần sau nó sẽ là cái buổi thắp nến tri ân vào cái ngày Buddha báo hiệu. Mọi người hồi hướng. Hi tam me punya asakwakatam Vaham ho tu Idam me punyam Nibbanasa Vajjato Ho tu Mama punya bhagam Sabha sattanam Bacchemi Tesape Metamam Punya bhagam Đà Bà Tu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa tu sa.